Pháp cú thứ hai cũng bắt đầu bằng câu ý dẫn đầu các pháp, ý làm chủ ý tạo. Nếu với ý thanh tịnh nói lên hay hành động, an lạc bước theo sau như bóng không rời hình. Do Phật dạy tại thành Xá Vệ, từ câu chuyện Mattha Kundali. Tôi nghe như vậy, tại Xá Vệ có một bà La Môn tên là Adina Bhupaka, có nghĩa là không cho, vì ông ta không hề cho ai vật gì. Ông có một đứa con trai duy nhất hết sức cưng quý. Ông muốn cho con mình một món đồ trang sức, nhưng biết rằng hễ giao cho thợ bạc chạm trổ thì phải trả tiền công, nên ông tự tay đập mỏng miếng vàng gò thành một đôi hoa tai sáng bóng đeo cho con. Do đây mà con ông có tên là Mattha Kundali, nghĩa là hoa tai sáng bóng. Lên 16 tuổi, con ông bị bệnh vàng da. Bà mẹ trông thấy nóng ruột, hối ông mời thầy thuốc đến chữa bệnh. Tuy thương con, ông vẫn lừng khừng không muốn đi, nên tìm cách thối thác với bà vợ. Bà à, nếu gọi thầy thuốc đến, tôi phải trả công bằng lúa gạo, kho lỏng sẽ hao hụt. Bà sao không để ý đến việc bảo quản tài sản cho tôi chút nào cả? Bà mẹ vẫn một mực lo lắng cho con. Vậy thì phải làm sao? Ông phải tính sao cho con tôi chứ? Yên chí, tôi sẽ sắp xếp sao cho chẳng tốn xu nào. Thế là ông đi đến từng thầy thuốc, tìm cách hỏi đôn hỏi ren cho ra phương thuốc trị bệnh cho con ông. Này ông anh, nếu gặp một người bị bệnh như vậy, thường thì ông trị liệu ra sao? Cho uống thuốc gì? Họ liền kể ra các thứ vỏ cây, tên khác. Thế là ông đi tìm kiếm đủ thứ vỏ cây, lá rừng, mang về sao chế thuốc cho con. Nhưng dầu làm hết cách, bệnh trạng đứa con càng ngày càng tệ. Cuối cùng hết phương cứu chữa, ông mời hẳn một thầy thuốc đến. Nhìn thấy chàng trai quá yếu, thầy thuốc khéo léo từ chối. Tôi đang bệnh một việc quan trọng, xin mời một vị khác đến chữa trị, tôi rất tiếc. Và ông vội vàng rời khỏi nhà. Thấy con mình gần chết, tuy có đau buồn nhưng vẫn không quên tính keo kiệt, bo bo giữ của. Ông ra lệnh mang con ra khỏi nhà, đặt nằm trên thềm, vì sợ những người đến thăm con mình sẽ dòm ngó luôn tài sản trong nhà. Hôm ấy, từ sáng sớm, Đức Thế Tôn đã xuất định đại bi và để tìm xem những ai có lập nguyện trong đời chư Phật trước, những người căn lành tròn đầy, những đạo hữu có thể xuất gia. Ngài quán sát với Phật nhãn mở rộng đến 10 phương thế giới và thấy Mattha Kundali đang nằm hấp hối ngoài thềm nhà. Đấng đạo sư biết ngay là anh ta vừa từ trong nhà được khiêng ra đặt nằm đó, và cũng biết rằng anh ta có nhân duyên với Phật, đặt niềm tin nơi Phật, sẽ chết và sẽ tái sinh lên cõi trời thứ 33, sống trong lâu đài bằng vàng, có 1000 thiên nữ theo hầu. Bà La Môn sẽ thiêu xác con rồi đi quanh bãi thiêu khóc lóc. Vị trời sẽ tự ngắm mình thân cao 3 dặm, được trang điểm với 60 xe đầy ắp đồ trang sức, có 1000 thiên nữ vây quanh. Vị ấy thắc mắc không biết do công đức gì mà được quả báo thù thắng như thế, và rồi vị ấy biết là do tín tâm. Rồi vị ấy thấy cha mình trước đây không chịu lo thuốc thang cho mình, nay đang đi trong bãi thiêu than khóc. Vị ấy liền quyết định sẽ làm cho cha thay đổi tâm tánh. Vị trời xúc động vì cha, sẽ hóa hình thành Mattha Kundali đi đến bãi thiêu, gieo mình xuống đất khóc lóc. Ông bà La Môn sẽ hỏi: người là ai? Vị trời sẽ trả lời: là Mattha Kundali, con của cha. Con tái sinh ở đâu? Ở tầng trời thứ 33. Ông bà La Môn sẽ hỏi tiếp: con làm công đức gì mà được?
nhờ tin Phật. Người Bà La Môn chưa tin hẳn sẽ hỏi lại Thế Tôn: có ai do tin Phật mà được sanh thiên không? Thế Tôn sẽ đáp: chẳng phải có hàng trăm, hàng ngàn hay hàng trăm ngàn mà vô số người đều được. Rồi Thế Tôn sẽ đọc một đoạn pháp cú. Cuối đoạn pháp cú sẽ có 84.000 người được pháp nhãn thanh tịnh, mắt tha kundali sẽ chứng quả dự lưu, cả Bà La Môn Adinna Bhupaka cũng chứng quả ấy. Như vậy, nhờ chàng trai ưu tú này mà nhiều người được pháp nhãn thanh tịnh. Đức Phật biết rõ như đã kể trên, nên hôm sau vệ sinh xong, Ngài đi giữa một đoàn tỳ kheo vào thành Xá Vệ khất thực, và trên đường đi Phật ghé nhà người Bà La Môn. Lúc ấy Mattha Kundali đang nằm quay mặt vào nhà. Phật biết anh ta không trông thấy Ngài, bèn phóng một luồng hào quang. Chàng trai ngạc nhiên không biết là ánh sáng gì, quay mặt ra định hỏi thì nhìn thấy Đức Phật, liền thưa thỉnh: vì ông cha ngu xuẩn nên con không được ân huệ đến với Đức Phật tôn quý, cũng không được hầu hạ Ngài để bát hoặc nghe pháp. Giờ đây tay con cũng không nhúc nhích được, con chẳng làm gì được nữa. Nói vậy rồi anh ta đặt trọn lòng tin nơi Phật. Đức Đạo Sư hoan hỷ bảo: vậy là đủ. Và Ngài bước đi. Khi Đức Phật xa dần khỏi tầm mắt, chàng trai tắt thở trong tính tâm, và như vừa ngủ dậy, chàng tái sinh vào cõi trời, y như Phật đã thấy biết trước. Và khi người Bà La Môn gặp lại chàng đứng khóc tại bãi thiêu, đã đọc kệ hỏi lý do: trang sức sang trọng, bông tai đeo vàng chói, mang vòng hoa có khảm gỗ đàn hương, vặn bằng tay và khóc lóc thảm thương, sao anh khổ giữa rừng sâu như thế? Chàng trai đáp: chiếc xe ngựa quý thanh tôi, sáng chói bằng vàng nguyên khối, bánh xe tìm không ra nổi, đau buồn tôi sẽ chết thôi. Người Bà La Môn: bánh xe ấy bằng vàng hay bạc, bánh đồng hay ngọc quý kim cương, nói cho ta nghe thật rõ ràng, ta sẽ kiếm cho chàng đầy đủ. Chàng trai lạ lùng vì thái độ của ông Bà La Môn. Lúc trước con đau thì bỏng sẻn, không dám mời thầy thuốc đến chữa trị, nay thấy mình giống con ông ấy thì không ngại tốn kém, hứa kiếm bánh xe cho mình, dù bằng vàng, kim cương hay bạc đồng. Do đó vì muốn trêu chọc ông ta, anh hỏi: cặp bánh ông làm cho xe tôi lớn chừng nào? Lớn như người muốn. Tôi muốn được mặt trời và mặt trăng làm bánh xe, hãy cho tôi đi. Chàng bảo Bà La Môn: ôi, trăng trời là cặp sinh đôi giữa ngàn, xe tôi nguyên khối bằng vàng, có thêm đôi cánh rỡ ràng biết bao. Người Bà La Môn trả lời: ngươi thật là một kẻ ngu, đi kiếm thứ ở xa mù, ta e rằng ngươi sẽ chết, trời trăng há dễ được ru. Nhưng chàng trai vặn lại: nhưng ai ngu hơn, người khóc đòi thứ hiện hữu hay người khóc đòi thứ không hiện hữu? Trời trăng rạng rỡ đến đi, đây kia đều thấy chẳng khi nào lầm, còn ông chết chẳng còn trông, ai người ngu ngốc khóc mông suốt ngày. Nghe xong, Bà La Môn như bừng tỉnh, thấy chàng trai có lý, ông kết luận: trong hai kẻ khóc than thảm thiết, ta người ngu khôn xiết chẳng sai, trăng kia trẻ mãi không đòi, như ta mong gặp con trai chết rồi. Hết cả đau buồn, nhờ chàng trai giải thích nên người Bà La Môn khen ngợi: tôi như ngọn lửa cháy hừng, tưới thêm dầu mỡ có ngưng được nào? Người như một trận mưa rào, tiêu tan sầu khổ lòng nào vui hơn? Mũi tên đau đáu sầu thương, nhờ người nhổ bỏ hết vương lụy phiền, tôi nay vui vẻ an nhiên, không còn buồn khóc lời khuyên ghi lòng. Rồi người Bà La Môn hỏi: anh là ai? Là trời Càn Thác Bà
hay Đế Thích Thù Thắng? Là ai? Con của ai? Làm sao tôi biết đặng? Chàng trai đáp: Tôi là người ông khóc than, là con của ông đã cháy tan nơi này. Nhờ làm việc phước quý thay, dứt hơi liền đã sanh ngay cõi trời. Bây giờ người Bà La Môn hiểu hết tự sự, nhưng vẫn còn một điểm thắc mắc. Lúc con còn ở tại nhà, tí ti cũng chẳng bỏ ra cúng dường, ăn chay cũng chẳng có luôn, công đức nào được khiến con lên trời? Chàng trai trả lời: Khi tôi nằm ở tại nhà, đau nhức vì bệnh trầm kha, may mắn được trông thấy Phật, người không dục vọng nghi ngờ, an vui trí tuệ cao tột, lòng tin trong tôi phát ra, cúi đầu chắp tay quy ngưỡng, sanh ngay cõi trời 33. Nghe chàng trai nói, người Bà La Môn thân tâm tràn ngập vui sướng, nên cất tiếng tán thán: Kỳ diệu thay, mầu nhiệm thay, kính lễ được quả báo này, hoan hỷ và đầy tin tưởng, tôi quy y Phật hôm nay. Chàng trai đáp từ: Hôm nay quy y Phật, Pháp, Tăng với tín tâm, ông hãy lãnh thọ năm giới, giữ gìn nguyên vẹn không sai sót, không được giết sinh mạng kể từ phút này, không lấy của không cho, không uống rượu, không nói dối, chung thủy với vợ mình. Người Bà La Môn ưng thuận và nói bài kệ: Này Phạm Thiên cao quý, người mong tôi an vui, người mong tôi hạnh phúc, tôi xin vâng lời người. Người là thầy của tôi xin quy y Phật, quy y Pháp và Tăng. Từ nay thôi giết hại, không lấy của không cho, không uống rượu, nói dối, chung thủy với vợ mình. Vị trời trước khi từ giả ngỏ ý khuyên bảo: Này Bà La Môn, ông có nhiều của cải, hãy đến với bậc đạo sư cúng dường, nghe Pháp và thưa hỏi. Rồi biến mất, người Bà La Môn lòng vui mừng hớn hở về nhà dặn vợ: Bà à, tôi sẽ thỉnh Sa Môn Cồ Đàm đến nhà và thưa hỏi, hãy chuẩn bị tiếp đón. Đoạn ông ta đi đến tịnh xá, không lễ Phật và cũng chẳng bày tỏ sự vui mừng được gặp ngài. Ông đứng một bên thưa: Ngài Cồ Đàm, xin ngài và chúng tăng nhận lời thỉnh thọ trai tại nhà tôi hôm nay. Đức đạo sư nhận lời, ông liền nhanh chóng trở về chuẩn bị tại nhà các thức ăn loại cứng và mềm. Đức đạo sư cùng chúng tăng đến nhà ông, ngồi nơi chỗ đã dành sẵn và được ông cung kính hầu hạ. Một đám đông không mời gọi đã tụ tập không chậm trễ. Khi một ngoại đạo thỉnh Phật, sẽ có hai hạng người tụ đến. Những kẻ tà kiến sẽ tụ đến với ý nghĩ hôm nay chúng ta sẽ thấy Sa Môn Cồ Đàm bối rối vì những câu hỏi bủa vây. Còn những người chánh kiến sẽ nghĩ hôm nay chúng ta sẽ thấy oai lực và sự thù thắng của Đức Phật. Đức Thế Tôn thọ thực xong, ông đến bên ngài ngồi xuống chỗ thấp và hỏi: Ngài Cồ Đàm, có ai được sanh thiên chẳng phải vì cúng dường ngài hay xưng tán ngài, cũng chẳng vì nghe Pháp hay ăn chay, mà chỉ do một hành vi đầy lòng tín tâm. Này Bà La Môn, tại sao ông hỏi ta? Chẳng phải con trai ông Matha Kundali đã nói cho ông nghe rằng anh ta được sanh thiên nhờ kính tin ta sao? Hồi nào ngài Cồ Đàm? Chứ chẳng phải hôm nay ông đã đi đến bãi thiêu, và khi đang khóc lóc, ông trông thấy một chàng trai cũng vật vã và than khóc, và ông đã chẳng hỏi, trang sức sang trọng, bông tai đeo vàng chói, mang vòng hoa có khảm cổ đàn hương. Rồi Đức Đạo Sư tiếp tục kể rõ ràng chi tiết cuộc đối đáp giữa hai cha con và trọn vẹn câu chuyện của Matha Kundali. Do đây mà Đức Phật nói lên đoạn kinh: Này Bà La Môn, chẳng phải là 100 hay 200 mà vô số người do đặt niềm tin nơi ta mà được sanh thiên. Thấy đám đông chưa hết nghi ngờ, Đấng Đạo Sư ra lệnh:
Phạm Thiên Mata Kundali, hãy đến đây với lâu đài của ngươi. Tức thì Mata Kundali hiện ra, thân cao gần một dặm, với nhiều đồ trang sức cõi trời. Từ lâu đài bước xuống, Phạm Thiên đảnh lễ Đức Đạo Sư rồi cung kính đứng một bên. Đức Phật hỏi: Người đã tạo lập công đức gì mà được phước báo như thế này? Phạm Thiên với dung nhan thù thắng, chiếu sáng bốn phương như sao trời. Hỡi vị trời oai lực phi thường, sinh thời làm công đức gì thế? Phật nói kệ xong, Phạm Thiên đáp: Bạch Thế Tôn, con được phước báo thù thắng này do kính tin Ngài. Người được phước báo sanh thiên nhờ kính tin ta. Thưa vâng, Bạch Thế Tôn. Đám đông chiêm ngưỡng vị trời và đồng vui mừng thốt lên: Oai lực của chư Phật thật là kỳ diệu. Con trai Bà La Môn Adina Bút Ba Ca được phước báo như thế này chỉ do kính tin Phật, chẳng phải do công đức nào khác. Đức Đạo Sư bèn thuyết giảng: Tâm ý là gốc của hành động, cả tốt lẫn xấu. Chính tâm ý điều khiển hành động. Bởi vì việc làm do lòng tin theo người, đi trong nhân thiên như bóng theo hình. Đấng Pháp Vương như một vị vua đóng dấu ấn bằng con triện hoàng gia, lên sắc dụ đã được niêm phong, tiếp tục đọc pháp cú sau. Ý dẫn đầu các pháp, ý làm chủ ý tạo. Nếu với ý thanh tịnh nói lên hay hành động, an lạc bước theo sau như bóng không rời hình. Phẩm song yếu, chàng mập Tích Xa. Nó mắng tôi, đánh tôi, nó thắng tôi, cướp tôi. Ai ôm hiềm hận ấy, hận thù không thể nguôi. Nó mắng tôi, đánh tôi, nó thắng tôi, cướp tôi. Không ôm hiềm hận ấy, hận thù được tự nguôi. Lời giáo huấn này Đức Đạo Sư dạy trưởng lão Tích Xa lúc Ngài trú tại Tinh Xá Kỳ Viên. Hình như Đại Đức Tích Xa là con trai người cô của Phật. Xuất gia khi đã lớn tuổi, lại thêm dáng người mập mạp, Tích Xa ưa thích lợi dưỡng và sự tôn kính riêng cho Phật. Y áo của Đại Đức lúc nào cũng giặt ủi láng bóng, và ông luôn luôn ngồi giữa giảng đường Tinh Xá. Một hôm, vài du tăng đến viếng Thế Tôn và tưởng Tích Xa là một đại trưởng lão. Một hôm, vài du tăng đến viếng Thế Tôn và tưởng Tích Xa là một đại trưởng lão. Họ xin được đặc ân hầu hạ, chùi chân cho Tích Xa, vân vân. Đại Đức im lặng. Lúc ấy một thầy tăng trẻ tuổi hỏi: Ngài được mấy hạ? Tích Xa trả lời: Chưa có hạ nào cả, tôi già rồi mới xin xuất gia. Thầy tăng buộc miệng: Ông tỳ kheo tồi, cứ tưởng mình là quan trọng, gặp các vị đại đức trưởng lão này, ông cư xử chẳng lễ độ một chút nào. Khi họ xin hầu hạ ông các thứ, ông im lặng nhận lời. Ông lại không tỏ ra một chút anh hạnh về tư cách tồi tệ của mình. Nói rồi, vị tăng búng tay cái tách. Lòng kiêu hãnh của một người thuộc giai cấp chiến sĩ nổi dậy. Tích Xa gắt gỏng: Các ông đến gặp ai? Chúng tôi đến thăm Đấng Đạo Sư. Nhưng đối với ta, các ông phải tìm hiểu xem người này là ai chứ. Nhưng đối với ta, các ông cũng phải tìm hiểu xem người này là ai chứ. Ta sẽ giết tiệt dòng họ các ông. Nói một mạch cho hả hơi, rồi Tích Xa đi đến chỗ Phật buồn rầu khóc lóc. Đấng Đạo Sư thấy vậy mới hỏi: Tích Xa, sao vậy? Sao ông đến đây tèm nhem nước mắt, sầu khổ thế kia? Các du tăng trước đây có bàn với nhau, không dám để Tích Xa đi một mình, e gây nhiều chuyện rắc rối, nên đi theo Tích Xa đến đảnh lễ Đức Đạo Sư
và cung kính ngồi một bên. Tích Xa nghe Phật hỏi liền đáp: Bạch Thế Tôn, những sa môn này lăng mạ con. Nhưng ông đang ngồi ở đâu? Ở giữa giảng đường tinh xá, Bạch Thế Tôn. Khi những sa môn này đến, ông có thấy họ không? Còn có thấy họ, Bạch Thế Tôn, ông có đứng dậy chào họ không? Thưa Thế Tôn, không. Ông có đỡ dùng đồ đạc giúp họ không? Bạch Thế Tôn, không. Con không đỡ dùng đồ đạc cho họ. Ông có sẵn lòng phục vụ họ không? Và mời nước uống không? Không, Bạch Thế Tôn, con không phục vụ cũng chẳng mời nước uống. Ông có đem tọa cụ đến mời ngồi và chùy chân cho họ không? Thưa không, Thế Tôn. Tích Xa, ông nên làm các việc trên đối với những sa môn lớn tuổi, vì ai không làm thế sẽ không được quyền ngồi giữa tinh xá. Chỉ có ông là đáng bị rầy, hãy xin lỗi những sa môn này. Nhưng họ lăng mạ con, Thế Tôn, con sẽ không xin lỗi họ. Tích Xa, chớ làm như vậy, chỉ có ông mới đáng bị rầy, xin lỗi họ đi. Con không xin lỗi họ, Thế Tôn. Các sa môn bạch Phật: Ông ấy thật là cứng đầu, thưa Thế Tôn. Đức Đạo Sư trả lời: Này các sa môn, đây chẳng phải là lần thứ nhất ông ấy cứng đầu. Kiếp trước, ông ấy cũng đã bướng bỉnh như thế. Chúng con đã rõ tính ương ngạnh của ông ấy trong hiện tại, Bạch Thế Tôn. Nhưng còn kiếp trước, ông ấy đã làm gì? Này các sa môn, hãy lắng nghe. Và Đức Phật kể câu chuyện. Chuyện quá khứ. Devala và Narada vào thuở nọ, dưới triều một vị vua ở Ba La Nại, có một nhà tu khổ hạnh tên là Devala. Sau 8 tháng ở Hy Mã Lạp Sơn về thành kiếm muối và giấm. Ông cũng muốn về ở gần thành phố trong 4 tháng mùa mưa. Gặp hai chú bé nơi cổng thành, ông hỏi: Các sa môn đến thành phố thường ngủ đêm tại đâu? Nơi nhà người thợ gốm, thưa tôn giả. Thế là Devala đi đến nhà người thợ gốm, đứng trước cửa hỏi: Thưa gia chủ, nếu người bằng lòng, tôi sẽ nghỉ lại một đêm trong nhà người. Thợ gốm mở rộng cửa mời: Ban đêm tôi không làm việc, nhà lại rộng, xin tôn giả cứ ngủ tại đây. Devala vừa vào nhà và ngồi xuống thì có một ẩn sĩ khác tên là Narada cũng từ Hy Mã Lạp Sơn đến xin tá túc. Người thợ gốm với lòng tử tế và hiếu khách đối với các sa môn, lo lắng không biết vị ẩn sĩ đến trước có chịu ngủ chung với vị mới đến hay không, nên khéo léo bảo Narada: Nếu vị ẩn sĩ đến trước đồng ý thì xin mời ngài. Và Narada đến gặp Devala nói: Thưa thầy, nếu thầy đồng lòng, tôi xin ngủ lại đây một đêm. Devala hoan hỷ: Nhà còn rộng, xin mời thầy vào và ngủ lại một bên này. Rồi Narada bước vào, ngồi phía sau Devala. Họ chào hỏi nhau một cách thân thiện. Đến giờ ngủ, trước khi nằm xuống, Narada cẩn thận ghi nhớ chỗ của Devala và vị trí cửa ra vào. Nhưng Devala thay vì ngủ đúng chỗ của mình lại nằm ngay giữa lối đi. Hậu quả là khi Narada bước ra ngoài ban đêm, ông đạp nhầm bím tóc của Devala, tức thì nhà khổ hạnh la toáng lên: Ôi, ai dẫm lên bím tóc của ta? Narada từ tốn trả lời: Thưa thầy, tôi. Devala giọng nóng nảy tiếp tục la: Đồ đạo đức giả, người là đồ rừng rú, người đã đạp lên tóc ta.
Thưa thầy, tôi không biết thầy nằm ở đây, xin thứ lỗi cho tôi. Rồi Narada bước ra, để lại Devala một mình khóc lóc như bị ai bóp vỡ tim. Chưa hết, sau đó Devala xoay ngược người lại, nằm xuống, đặt đầu vào chỗ ban nãy đã để chân, cố ý để Narada dẫm lên mình. Narada bước vào, lòng dặn lòng, hồi nãy mình đã lỡ xúc phạm vị đạo sĩ, lần này mình sẽ đi mé dưới chân người. Tất nhiên là khi vừa bước vào, Narada dẫm ngay lên cổ Devala. Tức thì Devala hét ầm lên: "Trời, ai đó?" Narada vội vàng nói: "Thưa thầy, tôi." Devala lần này càng kêu to: "Đồ đạo đức giả, lần đầu ngươi dẫm lên tóc ta, lần này ngươi lại đạp lên cổ ta, ta sẽ nguyền rủa ngươi." "Thưa thầy, tôi không đáng bị khiển trách. Tôi không biết thầy nằm ở phía này. Khi bước vào tôi đã hết sức dè dặt, tự nhắc nhở mình phải cẩn thận, đi phía dưới chân đạo sĩ, tránh xúc phạm người. Xin thầy thứ lỗi cho tôi." Devala vẫn la oi ói: "Đồ đạo đức giả, ta sẽ nguyền rủa ngươi." "Đừng làm vậy, thưa thầy." Mặc những lời thiết tha xin lỗi của Narada, Devala vẫn rủa tiếp: "Mặt trời có ngàn tia sáng, có trăm ánh lửa xua tan bóng tối. Sáng mai vào lúc mặt trời mọc, đầu ngươi sẽ vỡ làm bảy mảnh." Narada đáp: "Thưa thầy, tôi đã giải bày hết lời là không phải lỗi tại tôi. Thầy vẫn chẳng chịu nghe. Đầu kẻ có lỗi sẽ vỡ làm bảy mảnh, chứ không phải đầu người vô tội." Tức thì Narada đọc lời nguyền sau: "Mặt trời có ngàn tia sáng, có trăm ánh lửa xua tan bóng tối. Sáng mai vào lúc mặt trời mọc, đầu người sẽ vỡ làm bảy mảnh." Ẩn sĩ Narada có đại thần thông, có thể thấy suốt 80 tiểu kiếp, 40 tiểu kiếp quá khứ và 40 tiểu kiếp tương lai. Vì vậy, ông thấy lời nguyền sẽ rớt trúng ngay ông thầy khổ hạnh bạn mình. Ông cảm thấy thương xót và vì vậy làm phép không cho mặt trời mọc. Không thấy mặt trời mọc, dân chúng tụ tập trước cổng cung vua, rên rỉ: "Tâu đại vương, mặt trời không mọc nữa. Ngài là vua, làm sao cho mặt trời mọc dùm chúng tôi với?" Nhà vua xét lại những hành động, lời nói và ý nghĩ của mình, thấy chẳng có điều gì sai trái, nên không hiểu nguyên nhân nào mặt trời không mọc. Nhà vua suy đoán rằng đây có thể là do tu sĩ cãi cọ bất hòa với nhau, nên hỏi thăm và liền cầm đuốc đi đến nhà thợ gốm, cúi chào Narada, cung kính ngồi xuống một bên và nói: "Bạch ngài Narada, danh sứ Diêm Phù Đề không thể sinh hoạt như bình thường. Tại sao bóng đêm bao trùm thế giới? Xin trả lời câu hỏi của tôi." Narada kể lại toàn bộ câu chuyện và hậu quả của lời nguyền. Vua hỏi tiếp: "Nhưng thưa tôn giả, làm sao ông ta có thể thoát chết?" "Ông ấy sẽ thoát chết nếu xin lỗi tôi." Vua bắt Devala phải xin lỗi Narada, nhưng Devala một mực ngoan cố: "Tâu đại vương, ông bạn này đã dẫm lên tóc tôi và đạp lên cổ tôi. Không đời nào tôi thèm xin lỗi đồ đạo đức giả đó." Vua vẫn khẩn thiết yêu cầu Devala: "Xin lỗi đi tôn giả, đừng làm như vậy." "Đại vương, tôi không thèm xin lỗi. Đầu ngài sẽ bể làm bảy mảnh. Mặc kệ, tôi cũng không xin lỗi." Lần này vua gằn giọng: "Ông vẫn không chịu xin lỗi phải không?" Thế rồi nhà vua nắm lấy tay, chân, bụng và cổ nhà ẩn sĩ
bắt cúi đầu dưới chân Narada. Narada lòng cởi mở. Hãy đứng lên thầy, tôi đã tha lỗi cho thầy. Rồi Narada tâu với vua: Đại vương, ẩn sĩ này không chịu xin lỗi tôi. Hãy đem ông ta đến một cái hồ gần thành, đặt một cục đất sét trên đầu ông, bắt ông ta đứng dưới nước ngập cổ. Vua y lời, Narada cần dặn thêm một khi ông làm phép cho mặt trời mọc trở lại, Devala hãy lặn xuống nước và trồi lên nơi khác rồi đi đi. Quả đúng như rằng, ngay khi ánh mặt trời lóe lên thì chạm vào cục đất sét làm vỡ thành 7 mảnh. Tức thì Devala lặn xuống nước, trồi lên nơi khác và đi mất. Thế Tôn kết thúc câu chuyện: Này các tỳ kheo, nhà vua lúc ấy là Ananda, Devala là Tích-sa, còn Narada chính là ta. Thuở đó Tích-sa cũng cứng đầu như vậy. Rồi Đức Đạo Sư dạy trưởng lão Tích-sa như sau: Tích-sa, nếu một vị tỳ kheo cho phép mình nghĩ rằng người này người kia mắng tôi, người này người kia đánh đập tôi, người này người kia đánh bại tôi, cướp giật của tôi, ông ấy sẽ hận thù không nguôi. Nhưng nếu tỳ kheo ấy không ôm ấp những ý nghĩ như vậy, thù hận sẽ nguôi ngoai. Nói xong, Phật đọc pháp cú: Nó mắng tôi, đánh tôi, nó thắng tôi, cướp tôi, ai ôm hiềm hận ấy, hận thù không thể nguôi. Nó mắng tôi, đánh tôi, nó thắng tôi, cướp tôi, không ôm hiềm hận ấy, hận thù được tự nguôi.